Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ bửu quan tự đệ tử như Hòa Giáo Duyệt Quệ Trang và Đức Phong Tập 135 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 152 Hàng thứ tư từ dưới đến lên Xem từ câu Thọ trì như lai thậm thâm pháp tạng Đối với câu kinh chăng này Cụ niệm tổ nói Thử hữu nhị dạng Nhất Tên ảnh sớ giết Minh tu thắng giải Như lai tạng tánh Thị Như lai thậm thâm pháp tạng Ám chướng ký trừ minh hiện kỹ tâm cố giết thọ trì thị dĩ minh tâm di thọ trì thẩm thâm pháp tạng pháp tạng trước hết phải hiểu rõ ràng thâm thâm pháp tạng là gì pháp là phật pháp tạng là chỗ có lưu giữ phật pháp nơi nào có phật pháp cất chưa phật pháp nhất là nói như lai thậm thâm pháp tạng thì phải là phật pháp rốt ráo viên mãn mới được gọi là thậm thâm pháp tạng nói theo sự tôi nghĩ các đồng học nhất định cũng biết Phật Pháp rốt ráo viên mãn là gì. Cổ Đại Đức nói Đại Phương Quảng Phật qua nghiêm kinh là Pháp căn bản của hết thảy Phật Pháp. Hết thể Phật Pháp không Pháp nào chẳng lưu xuất từ kinh Hoa Nghiêm hoa nghiêm giống như biển cả phật pháp như sông ngòi, những con sông y đều chẳng tách rời biển cả tên ảnh sứ là của pháp sư huệ diễn đời tùy ngài giải thích câu kim Giang này như sau minh tu thắng giải như lai Tạng tánh vì hết thể các phá của như lai đều lưu xuất từ như lai tạng tánh như lai tạng tánh chính là tự tánh còn gọi là pháp tánh đây chính là pháp tạng rất sâu của Như Lai Ám chướng ký trự Minh hiện kỹ tâm Đây là chân tâm của chính mình Điều này được gọi là thọ trì Ám à? Là mê hoặc là phiền não vô minh phiền não chướng cũng là phiền não ám chướng tức là phiền não chướng và sở trì chướng nếu chúng ta dùng hai chữ ấy để nói hai thứ chướng ngại ở đây thì chướng là sở tri chướng Ám là phiền nào chứ Tức vọng tưởng phân biệt chấp trước Những thứ y đều bị diệt trừ Đều buông xuống Đều chẳng còn Người ấy là gì? Pháp thân Bồ Tát Đã minh tâm chuyên tâm Ám chương chưa trừ thì là lục đạo phàm phu sau khi đã diệt trừ lời sớ bạn viết tiếp minh hiện kỹ tâm nghĩa là tâm của chính mình liền hiển hiện điều đó được gọi là thọ trì vì vậy ý nghĩa trong đoạn này là coi minh tâm là thọ trì tạng pháp rất sâu Minh là kiến tánh Thấy bản tánh của chính mình Trong thiền tông thường nói Buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống Sẽ thi bản tánh của chính mình Tâm môn gọi chuyện này là Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đó là thọ trị thậm thầm, thầm pháp tạng Thật vậy chẳng giả Một người sau khi đã khai ngộ Đối với hết thầy các pháp do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm Hãy tiếp xúc liền hiểu rõ toàn bộ Đúng như trong bài kệ Khai Kinh đã nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Ai có thể làm được Pháp thân Bồ Tát có thể làm được Thật sự hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Nhưng những kẻ trong mười Pháp giới Vẫn chẳng làm được Tứ Thánh Pháp giới Càng lên cao càng tiếp cận nhưng vẫn luôn cách biệt một tầng vì chưa kiến tánh sau khi kiến tánh trí huệ và đức tướng đều thuộc về tánh đức vốn sẵn có trong tự tánh chưa kiến tánh trí huệ và đức tướng của chúng ta là tu đức do quý vị tu được tu từ tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm từ bi mà đạt được. Cũng có thể tu rất giống Phật Bồ Tát. Nhưng do vô minh phiền não chưa phá nên còn kém một bậc. Những đạo lý này chúng ta đều hiểu rất rõ ràng. Cũng hiểu phương pháp tu học Nhưng chẳng thật sự hành Rất mong thật sự hành Nhưng nói chung là làm chẳng giống Nguyên nhân ở chỗ nào? Tệp khí phiền não quá nặng Các nhà khoa học gia nói đến tìm ý thức họ chia ý thức thành hai loại một loại là rõ rệt tức hiện ý thức chúng ta nhận biết loại này chúng ta khởi tâm động niệm nghĩ tới điều gì đó đấy là ý thức rất rõ rệt tìm ý thức thì chính mình chẳng biết nhưng nó thường khởi tác dụng ví như chính mình chẳng suy nghĩ bỗng dưng có một ấn tượng hiện tiền ấn tượng quá sâu. Chẳng nghĩ tới mà nó cũng hiện tiền. Nhiều người thợ trước sống trong thời đại chiến tranh. ý niệm và ký ức rất sâu đêm thường nằm mộng thấy đang ở trong thời xảy ra chiến tranh gần như là đệ nhị thế chiến vẫn chưa kết thúc chẳng nghĩ tới nó đó là gì thuộc về tìm ý thức nó khởi tác dụng rất đáng sợ. Chúng ta huấn luyện những thứ thuộc về tìm ý thức trên đây, thay đổi những thứ bất thiện, khiến cho khởi tâm động niệm của chúng ta đều là phật bồ tát, khởi tâm động niệm đều là thế giới cực lạc, chắc chắn sẽ giảng sanh. Quá thật là bất tri bất giác chẳng cố ý nghĩ tới các ngài, nhưng Phật Bồ Tát thường hiện tiền. Lũ bên phàm chúng ta thường nói là ở trong đầu óc. Chính quý vị biết rất rõ, người khác chẳng biết. Cách nói này cũng chẳng sâu lắm. ai này đều hiểu được. Chuyện này là thật, chẳng phải giả. Cũng có thể nói là trong ký ức của chúng ta, ký ức thuộc về tìm ý thức. Tức A lại già, ghi lại ấn tượng rất sâu đậm Chẳng có cách nào dịch trừ nó khởi tác dụng dẫn dắt quý vị những ảnh hưởng bất thiện sẽ gây ảnh hưởng khiến cho quý vị bất tri bất giác làm những chuyện bất thiện chẳng phải là quý vị muốn làm thế mà vẫn làm đó là tìm ý thức phát sanh sức mạnh Hiểu đạo lý này, liễu giải sự thật này, chúng ta rèn luyện chính mình trong cuộc sống là chuyện quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Hãy nên thời thời khắc khắc ghi sâu ấn tượng về Phật trong A La Hán. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta Ước Phật niệm Phật Ước là nghĩ Trong tâm tưởng Phật Miệng niệm Phật Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật Hiện tiền sẽ thấy trong định Hoặc thấy trong mộng tương lai giảng sanh tây phương cực lạc thế giới sẽ chẳng còn lìa khoái phật do vậy có thể biết đại sự bậc nhất đối với người tu hành là phải biến đổi ký ức trong a la gia thành a di đà phật đối với bất luận thuận cảnh nghịch cảnh thiện duyên ác duyên trong quá khứ đều phải dùng a di đà phật dùng kim vô lượng thọ để thay thế nó Cũng vì những ấn tượng trong quá khứ quá sâu Duyên quá sâu Này chúng ta phải làm cho ấn tượng về Phật Về Kinh Vô Lượng Thọ Về a Di Đà Phật sâu đậm hơn Mỗi ngày đều làm việc này Thật sự niệm Phật Trong tâm quý vị thật sự quá Phật Phật ở trong tâm quý vị Đó mười đại sự bậc nhất trong một đời này Tu thành công đại sự này Xin chúc mừng quý vị Quý vị đã thoát ly lục đạo luân hồi Thoát ly mười pháp giới Nhất định giảng sanh tịnh độ Đó là ý nghĩa thứ nhất Ý nghĩa thứ hai càng hay hơn chân dài viết tức văn trì tam thị nhất thiết như lai tạng nói đến điều gì chưa nói tới quá khứ và vị lai chư phật chỉ nói kinh tạng do hiện tại thích ca mâu ni phật để lại cho chúng ta nói đến pháp tạng ý đa văn quy nhất văn Câu này hết sức quan trọng Nhất văn là gì? Nhất văn tức thị văn kỳ danh hiệu Trong các buổi giảng Chúng tôi đã nhiều lần nói tới chuyện này Cổ Đại Đức Đã quy nạp Đối với hết thị các kinh Do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm Trong lúc Ngài Tài Thế Bộ kinh nào có thể đại diện cho hết thị các kinh Do Đức Phật đã nói trong 49 năm Các vị tổ sư đại đức các tông phái Trong thời đại tùy đường Hầu như nhất trí công nhận Bộ kinh ấy là Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Gọi kinh ấy là Căn Bản Pháp Luân Hết thể các kinh là cành lá của kinh Căn Bản Đây là dùng một cội cây to để ví dụ Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm là rễ cây, là gốc cây Hết thể các kinh đã nói trong 49 năm là cành lá của Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm là Pháp Tạng Của hết thầy các đức như lai Hoa Nghiêm đạt đến chỗ viên mạng Cuối cùng là mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về cực lạ. Thì Hoa Nghi mới viên mãn. Câu này quan trọng là thật chẳng giả. Chương cuối cùng ý chính là tổng kết của kinh Hoa Nghiêm. Nếu chẳng có chương ý Hoa nghiêm sẽ chẳng độ chúng sanh viên mãn Vì chỉ độ bậc thượng thượng căn Kẻ trung hạ căn chẳng có phần Có chương ý sẽ là thích hợp Khắp ba căn Thâu nhiếp lợi căn lẫn độn căn Hết thể chúng sanh đều có thể nhập cảnh giới hoa nghiêm. Bởi lẽ Tây Phương cực lạc thị giới là cảnh giới hoa nghiêm Vì lẽ đó cổ nhân mới nói Hoa nghiêm và pháp hoa Cũng đều Nhằm dẫn đường cho kinh vô lượng thọ có nghĩa là kinh hoa nghiêm và kinh pháp hòa dẫn dắt quý vị tiến nhập kinh vô lượng thọ nhập thế giới cực lạ chúng ta chớ nên không hiểu ý nghĩa này không chỉ phải hiểu mà còn phải thừa nhận rất sâu Thì nguyện tâm của chúng ta mới chẳng bị thoái chuyển Mục tiêu và phương hướng tu học của chúng ta mới chẳng bị biến đổi Bất luận trong hoàn cảnh nào Chúng ta vẫn giữ một phương hướng, một mục tiêu là thế giới cực lạc Chuyện này trọng yếu lắm Kinh Hoa Nghiêm quy vào vô lượng thọ. Này bản kinh vô lượng thọ chúng ta đang dùng. Do hạ lão cư sĩ hội tập gồm có 48 phẩm. Nói là 48 chương cũng được. Phẩm nào quan trọng nhất? Tìm ra phẩm bậc nhất, phẩm nào là bậc nhất? cổ đại đức đã nói từ sớm phạm thứ sáu là bậc nhất phạm thứ sáu là bốn mươi tám nguyện bốn mươi tám nguyện gồm bốn mươi tám điều nguyện nào lại là bậc nhất truy cầu không ngừng truy đến cuối cùng thì nguyện thứ mười tám là bậc nhất Nguyện mười tám nói gì? Mười niệm ác giảng sanh, tức là khi lâm chung, mười niệm quyết định sanh về thế giới cực lạc. Đó chính là công đức chẳng thể nghĩ bàn của danh hiệu này. Vì thì quy vào nhất văn, nhất văn là nghe danh hiệu này, tức là nội dung của nguyện thứ mười tám. Vì vậy. Tại Nhật Bản Có một chi phái chuyên tu nguyện thứ 18 Chẳng cần đến các nguyện khác Gọi là bổ nguyện niệm Phật Được không? Chẳng thể nói là không được Mà cũng chẳng thể nói là được Phải nên nói ra sao? Nếu họ thật sự là một câu A-di-đà Phật Dạng duyên khác đều buông xuống thì được Nếu kẻ y chỉ niệm một câu A-di-đà Phật Nhưng muôn duyên khác vẫn chẳng buông xuống thì không được Kẻ y có quá nhiều chướng ngại Nghiệp chướng tập khi chẳng đoạn hết vẫn bị những thứ y quấy nhiễu Vậy thì không được rồi Thật sự thấy thâu suốt Thật sự buông xuống Đúng là chỉ một câu A-di-đà Phật đã được rồi Chẳng phải là không được Không sai Sự thành tựu trong tinh tấn niệm Phật đường Có đạo lý như vậy đó chúng ta phải hiểu hiện thời có nhiều người thành tựu niệm phật niệm một câu phật hiểu đến cùng thêm gì vào để phụ trợ thêm kinh a di đà hoặc thêm kinh vô lượng thọ nếu mỗi ngày đọc tụng kinh vô lượng thọ hoặc đọc tụng kinh a di đà chẳng khuất phục phiền não nghiệp chương vẫn hiện tiền khi ấy công phu niệm phật của quý vị chẳng đắc lực phải làm như thế nào Nhất định là phải tu pháp môn sám hối Trì giới sám hối Phải trừ hết ám chướng thì mới được Quý vị chẳng trừ hết ám chướng Tuy có tính tâm nhưng tính tâm chẳng kiên cố có nghi hoặc trong ý nhưng chính quý vị chẳng biết nguyện lực chẳng thiết tha Thiên thân Bồ Tát có ba anh em, anh cả là vô trước Bồ Tát, anh hai là sư tử giác, Thiên thân Bồ Tát là em thứ ba. Cả ba vị đều tu di lạc tịnh độ. anh hai giảng sanh trước ba anh em đã ước định sẵn họ sanh về di lạc tịnh độ thân cận di lạc bồ tát sau khi sanh về đó bèn lập tức trở về báo tin cho chúng tôi anh hai là sư tử giác sau khi giảng sanh bèn chẳng có tin tức đợi bao nhiêu năm chẳng thấy tin tức ngài vô trước giảng sanh ba năm sau mới quay lại báo tin cho thiên thân bồ tát ngài thiên thân nói anh đi ba năm cuối quay về sao không quay về ngay lập tức Ngài vô trước nói ta về ngay đó chứ Thời gian đâu xuất thiên dụng khác biệt chúng ta Một ngày trên đâu xuất thiên bằng 400 năm trong nhân gian Ngài nói ta gặp Di Lạc Bồ Tát xong lập tức quay về nói cho người biết Trong nhân gian đã trôi qua 3 năm Quá thật là ở trên đâu xuất thiên đại khai Chưa đến một tiếng đồng hồ Thời gian chỉ chừng mấy phút Mà nhân gian đã là ba năm Ngày thiên thân liền hỏi anh hai đâu Anh hai đã đến ngoại viện đâu xuất thiên Thầy ngoại viện rất đẹp, rất lưu luyến Còn chưa vào nội viện Đến đó hưởng phước rồi Hoàn cảnh nơi y vô cùng tốt đẹp Ngài sư tử giác vừa trông thấy bèn khởi tâm tham Câu chuyện này thật sự có thể cảnh tỉnh mọi người Vì lẽ đó chúng tôi liền quảng nhiên đại ngộ Vì sao Đức Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy trong thế gian này cuộc sống khổ sở một chút tốt lắm Cuộc sống khổ sở sẽ chẳng có ý niệm lưu luyến Nếu cuộc sống trong thế gian này quá an nhàn sung túc Qua xa xỉ Sẽ chẳng nở rời khỏi Đối với phước bao trong nhân gian mà còn như thế Nếu quý vị lên đến cõi trời Thấy chư thiên Dấy lên một niệm tham luyện Khởi lên một niệm như vậy Sẽ ngay lập tức đọa xuống Sẽ chẳng có phần trong thế giới cực lạ Quý vị thấy đáng sợ lắm Do đó Chớ nên hưởng phước Cổ nhân thường nói trong phước có họa chữ họa và phước viết theo tiên hạn rất giống nhau cho thấy họa và phước rất khó phân định rạch ròi rốt cuộc là phước hay họa ai biết Phước rất dễ dàng biến thành quả Nhưng quả cũng chẳng dễ gì biến thành phước thấy phước chẳng có sức mạnh to lớn như hòa tổ tiên chúng ta có trí huệ có tâm cảnh giác rất cao tạo ra gian tự khiến cho chúng ta thấy hình tượng của những chữ ý bạn có thể nâng cao tâm cảnh giác của chính mình Trên cả thế giới Trong bất cứ quốc gia hay dân tộc nào Cũng đều chẳng có chuyện này gian tự tiếng Hán là phù hiệu trí huệ Ân trạch của tổ tiên đối với hậu thị sâu dày Báo đáp bằng cách nào Có người hiện thời ngày càng chẳng nhận biết tổ tâm càng ngày càng chẳng tuôn kính tổ tâm tai họa liền xảy tới chẳng biết báo ân chẳng biết ân đức chuyện này không thể trách chúng ta kinh vô lượng thọ đã nói rất hay tiên nhân bất thiện bất thức đạo đức vô hữu ngữ giả thù vô quái giả nói rất hay chúng ta sanh nhầm thời chiến tranh loạn lạ suốt đời sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc hàng ngày sống cuộc đời lưu lạc cha mẹ chẳng dạy dỗ chúng ta thầy cũng chẳng dạy chúng ta làm sao chúng ta có thể biết được một đời tôi lúc nhỏ đắc lực nhờ cha mẹ dạy tôi Tôn sư trọng đạo. Những tao ngộ trong suốt một đời có quan hệ hết sức to lớn với chuyện ấy. lúc hai mươi mấy tuổi tôi gặp ba vị thầy thầy nhiệt tâm dạy dỗ tôi vì lẽ nào tôi chẳng có sở trường gì đại khái là các thầy nhìn vào thái độ tôn sư trọng đạo ý thầy thật sự dạy tôi tôi cũng thật sự chịu học tập quay trở lại như vậy học tập văn hóa truyền thống tôi biết ba căn bản nho tích đạo rất trọng yêu Đắc lực là do Chương gia đại sư suốt ba năm Nhắc nhở tôi bằng một câu nói Giới luật rất trọng yêu Tôi dùng cũng sơ suất điều ý Lão nhân gia đã khuất bóng Tôi mới khởi tâm cảnh gia Thầy đã mất rồi thầy còn sống tôi có nơi nương tựa thầy đã khuất nương tựa ai hơn cận thầy ba năm thầy dạy tôi những gì bèn nghiêm túc phản tỉnh sâu xa trong lần phản tỉnh đó ý niệm ấy liền hiện tiền giới luật rất trọng yêu vì thầy bảo tôi câu ý mấy chục lần ấn tượng hết sức sâu đậm. Vì sao thầy cũng chẳng nói câu y cặn kẽ, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở như vậy, nhắc từ mười mấy lần, mấy chục lần, Tôi cũng dùng thời gian 10 năm, 20 năm để thường xuyên hồi tưởng chiêm nghiệm, lại nhìn vào tình trạng xã hội hiện tiền, quả nhiên đại ngộ. Hiện thời chúng ta sai sót ở chỗ nào? Sai sót ở chỗ thiếu cội rễ. Chẳng phải là không dụng công, chẳng phải là không nỗ lực, mà là thiếu cội rễ. Chẳng tu từ căn bản. Luôn tu nơi cành lá vì lẽ đó bất luận tôi như thế nào tôi suốt đời vẫn chẳng thể thành tựu đã tìm được nguyên nhân mời thật sự hiểu đệ tử quy của nho gia cảm ứng chiên của đạo gia những năm xưa đều đã học lại còn đã từng giải ta thiện nghiệp đạo của nhà Phật. Người xuất gia nhất định phải tu sa di luật nghi. Những thứ y chẳng để niệm suông, chẳng phải để nói suông mà là cuộc sống. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của chính mình. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Có tương ứng với giới điều cơ bản hay không? Hãy tương ứng thì là thiện Chẳng tương ứng là ác Tiêu chuẩn đoạn ác tu thiện ở chỗ này Tiêu chuẩn y do thánh nhân trong tam giáo định ra Giờ tánh đức tự nhiên lưu lộ Chẳng do người nào sáng chị Chẳng do một ai sáng tạo Chẳng phải vậy Chúng là tánh đức trong tự tánh lưu lộ Nói cách khác Bản tánh của con người vốn lành Vì sao nói là vốn lành Họ vốn là như vậy Này tư tưởng lời nói Và việc làm của quý vị biến đổi Chẳng giọng dự tạnh được Đó là gì quý vị đã học theo cái xấu Đó là tập tánh Tánh tương cận tập tương diện Đó là tập tánh Quý vị đã học theo cái sâu Chẳng ai dạy dỗ quý vị đàng hoàng Nguyên nhân là như thế đó Có những căn cội này Tối thiểu là có ba căn cội Cộng thêm sa di luật nghi Thành bốn căn cội Thì một câu Phật hiệu là đủ rồi Chẳng cần gì nữa Do một câu A-di-đà Phật Mà quyết định được sanh về tiền đồ. Hơn nữa phẩm vị giảng sanh Hoàn toàn phụ thuộc vào công phu Tức công phu trì danh của quý vị Nếu trì danh mà niệm đến mức sự nhất tâm bất loạn Đắc niệm Phật tam muội Quý vị sẽ sanh trong cõi phương tiện hữu dư Quý vị niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn Sẽ sanh trong cõi thật báo trang nghiêm Do một câu danh hiệu này vì thị nhất văn chính là nghe danh hiệu này Thị dĩ văn Phật danh hiệu Di thọ trì thậm thâm pháp tạng giả Di hợp tịnh tâm Hoàn toàn tương ứng với tâm chỉ của tịnh tâm Từ giáo nghĩa này chúng ta nghĩ lại Trong một đời này Đặc biệt là trong xã hội hiện tại Đang nhằm thời đại địa cầu sẽ ra tai nạn liên tiếp Chúng ta buông xuống dạng duyên Buông xuống tất cả hết thảy các kinh luận trong Phật môn Hết thảy các pháp môn đều buông xuống một bộ kinh vô lượng thọ một câu danh hiệu a di đà phật có phải là thọ trì pháp tạng rất sâu của như lai hay không thưa cùng chư vị đúng vậy chẳng sai tí nào câu kinh văn này viết về đức lợi tha của bồ tát bồ tát có thể dạy người khác như vậy Vậy người khác họ trì pháp tạng rất sâu của Như Lai Nhưng những kẻ ý chẳng nghe Vì sao chẳng nghe? Họ chẳng nhận biết giá trị Tam tạng 12 phần giáo mênh mông Như hơi khói trên mặt biển Thế mà quý vị nói pháp này là bậc nhất ai tin tưởng Tôi theo thầy Lý 10 năm Lão nhân gia khuyên tôi suốt 10 năm Tôi đều chẳng tiếp nhận Quý vị nói xem Tin Pháp này có khó hay không Vì thì Cổ Đức nói Pháp môn này là Pháp khó tin Tôi lãnh hội sâu xa Thầy khuyên như thế nào Tôi có thái độ như thế nào Chẳng phản đối pháp môn này Tôi cũng rất tôn trọng pháp môn này Nhưng kẻ trẻ tuổi Ham chuộng học rộng nghe nhiều Quý vị vậy tôi học pháp này Tôi chẳng đành lòng chẳng tình nguyện Vì thế sách vở các tông các phái tôi đều học Này biết là học tạp học loạn Đối với mỗi tông phái đều hiểu rõ vẻ bề ngoài Đều chẳng thể thâm nhập Tuy tôi cũng biết kinh luận Tổ sư đều dạy Thâm nhập một môn quân tu lâu dài Tôi cũng biết nói như vậy Tôi cũng nói cho kẻ khác nghe Nhưng bản thân tôi chẳng làm được Đây là gì? Pháp khó tin Tới khi nào tôi mới quỳ hướng Mới tin tưởng tịnh độ Gần như là 30 năm Tôi học Phật đến năm nay là 59 năm. Nửa thời gian đầu là giảng kinh Hoa Nghiêm. Đúng là 30 năm lần đầu tiên tôi giảng kinh Hoa Nghiêm ở Đài Loan. Tôi nhớ khi ý là năm dân quốc 60 năm 1971 Năm nay là năm dân quốc 99 tức 2010 Vào năm dân quốc 60 mấy Kinh Hoa Nghiêm đã giảng được một nửa Bỗng dưng có một ngày nghỉ Văn thù phổ hiền tu pháp môn gì Thiện tài đồng tử học pháp môn gì? Tôi còn chưa giảng đến phần sau của bản kinh Mới giảng một nữa Bèn lật tới phần sau Lật đến cuối cùng phát hiện gian thù và phổ hiền Được phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạ Lại quan sát cẩn thận sự tu học Của thiện tài đồng tử Bèn hiểu Quý vị thấy tôi giảng tứ thập hoa nghiêm Đã được một nửa mà chưa phát hiện Này cô ý tra duyệt tìm tòi Mới phát hiện Thiện tài là môn sanh đắc ý của văn thù Bồ Tát Đương nhiên là tu cùng một pháp môn với thầy thầy tu pháp môn niệm phật trò còn có thể ra ngoài lệ y hay chăng xem kỹ quả nhiên chẳng sai thầy bảo ngài đi tham học giới thiệu một vị thiện tri thức bảo ngài ấy đến gặp vị ấy vì thiện tri thức ấy là tỳ kheo các tường dân tu pháp gì tu bát châu tam muội chuyên niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ người Hoa nói tiên nhập di chủ người ấn độ cũng nói kiều ý Biết thiện tài tu pháp gì thì mới hiểu rõ Lại xem thiện tri thức cuối cùng Vị cuối cùng là phổ hiền Bồ Tát Mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc Đó là gì? Thiện tài đồng tử từ đầu đến cuối Là niệm Phật A-di-đà Tôi mới hiểu mật nghĩa rất sâu trong khoa phán của thanh lương đại sư năm mươi ba lần tham học đối với mỗi vị thiện tri thức đến cuối cùng thiện tài đồng tử đều là luyện đức lễ từ thanh lương đại sư viết khoa phán như vậy bốn chữ y có ý nghĩa rất sâu luyện đức là cảm ơn cảm tạ quý vị đã chỉ dạy lễ từ là gì chẳng học pháp môn này pháp môn này tôi đã biết đã hiểu nhưng tôi vẫn niệm phật từ chỗ ngài các thường dân học tập pháp môn niệm phật một mực chẳng biến đổi cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc. Do vậy ai là người tiếp dẫn tôi về pháp môn tịnh tâm? Hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm đã tiếp dẫn tôi. Nên mới khăng khăng một mực quy y tịnh độn. Mở nghiêm túc học tập kinh luận tịnh tông Không dễ dàng hở sức chẳng dễ dàng Từ giáo hạ quay đầu Quy y tịnh độ Vì vậy Thọ trì một câu Phật hiệu Một bộ kinh vô lượng thọ Xác thực là thở trì pháp tạng rất sâu của Như Lai Chúng ta lại xem phần tiếp theo Câu kế tiếp là Hộ Phật chủng tánh Thương sự bất tuyệt câu này nếu nói theo cách hiện thời sẽ là nếu người học phật muốn thành tựu trước hết phải học yêu thương chính mình câu này là yêu thương chính mình yêu gì vậy yêu mến chủng tánh phật của chính mình Trong giáo Pháp Đại Thừa Đức Thế Tôn thường nói Hết thảy chúng sanh Đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai Đó là chủng tánh của Phật Chúng ta đập phần chú dạy kỳ đó hộ giả duy hộ phật chủng tánh giả hữu đa thuyết có rất nhiều cách nói đều được nêu lên ở đây thám quyền kỹ thập nhất diếp bồ tát sở hạnh Danh di Phật chủng Sở hạnh của Bồ Tát là gì? Lục Ba La Mật Hoặc thập Ba La Mật Lục Ba La Mật là Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiên định bát nhã thập ba la mật là sau đó còn có thêm phương tiện nguyện lực trí như được nói trong kinh hoa nghiêm tịnh tông chúng ta Tu học năm khoa một là Tam phương Lục hòa Tam học Lục độ Phổ hiền Bồ Tát thập nguyện Đó là những điều được đề xướng bởi tịnh tông học hội đó là Phật chủng Thông thường Chúng tôi giới thiệu một cách đơn giản nhất Đối với các bạn đồng tu sơ học Bằng hai mươi chữ Chân thành Thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác Từ bi nhìn thấu buông bỏ tự tại tùy duyên niệm phật đó là chủng tánh của phật niệm đâu nghĩ đây niệm niệm chẳng quên tâm hạnh tương ứng bất luận tu học pháp môn nào cũng đều có thể thành tựu Tịnh ảnh sớ viết Pháp giới chư độ thị Phật chủng tánh Hai cách nói này giống nhau Quân dĩ Bồ Tát sở hành Chi lục độ dạng hạnh di Phật chủng tánh Chư độ là lục độ và thập độ Giáo Pháp Đại Thừa nói luộc độ Kinh Hoa Nghiêm nói thập độ Sở dĩ độ giả Tức độ sanh tử lược Đắc niết bàn ngàn Cố dĩ di Phật chủng tánh giả Quý vị có thể thoát ly hai thứ sanh tử hay không trong phần trước chúng ta đã học phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử quý vị có năng lực vượt thoát lục đạo luân hồi để giải quyết phần đoạn sanh tử chẳng còn nữa ở ngoài lục đạo thì Thanh văn duyên giác Bồ Tát có biến dịch sanh tử Cũng hiểu rõ Cũng đã liệu Cũng thoát ly Đó là thoát ly mười pháp giới Vì thì Độ hai thứ sanh tử Đang thoát ly mười pháp giới Thoát ly mười pháp giới Thông thường là sẽ đến nơi đâu định thế giới qua tạng người niệm phật định thế giới cực lạc kinh giáo đại thừa nói cực lạc và qua tạng là một không hai thuở trước Tôi giảng kinh ở Tân Gia Ba Ở bên đó mấy năm Có chẳng ít đồng học hỏi tôi Qua tạng và cực lạc Khác nhau và giống nhau như thế nào? Có sai khác hay không? Tổ sư có nói Qua tạng và thế giới cực lạc chẳng hai Vì sao nói là hai thế giới Tôi sống ở Tân Gia Ba Nên dùng ngay Tân Gia Ba để tỷ dụ Tôi nói qua tạng giống như Tân Gia Ba Thế giới cực lạc giống như con đường ô tiết Tân Gia Bà có một con phủ phùng hoa nhất Có tên là đường ô tiết Là khu vực tốt nhất Từ tỷ dụ y Đại khai có thể hiểu rõ Vì vậy Sanh về cực lạ Chính là sanh trong hoa tạng sanh trong hoa tạng chưa chắc đã sanh về cực lạ quý vị sống ở tân gia ba chưa chắc sống trên đường ô tiết sống trên đường ô tiết đương nhiên ở tại tân gia ba do đó tỳ lô giá na là pháp thân của phật a di đà A Di Đà Phật là báo thân của Tỳ Lô Giá Na. Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân của Tỳ Lô Giá Na. Một tức là ba, ba tức là một. Thấy đều quy về mộ pháp, đa văn quy về nhất văn nhiều pháp quy vào một pháp trong phật môn thường nói giảng pháp quy nhất kim kim càng nói thế giới là nhất hiệp tướng điều này có ý nghĩa hoàn toàn khẳng định Khắp pháp giới hư không giới và chính mình là một thể Sự nhận biết này hết sức đáng quý Kinh Đại Thừa nói đến pháp môn bất nhị Bất nhị là một Chúng sanh và Phật bất nhị Chúng sanh và Phật là một không hai Chúng sanh và Phật là một không hai, chúng sanh và Phật là một không hai. Làm sao có thể nói a di đà Phật và Tỳ lô giá na là hai Há có đạo lý ý Chúng ta đã học hoàng nguyên quán nên biết Hết thể các Pháp Chư Phật Bồ Tát y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới Đều do tự tánh biến hiện Chẳng có một pháp nào lìa khỏi tự tánh Vì thì kinh dạy Ngoài tâm chẳng có pháp Ngoài pháp chẳng có tâm Nói rõ điều gì? Một thể Một thế thì Tâm đại từ bi trong tự tánh Mới lưu lộ Tâm đại từ bi chính là tâm yêu thương thanh tịnh bình đẳng. Là thật chẳng giả. Dạ. Thật có nghĩa là gì? Diễn hàng bật biến. Đó là thật. Khi người thế gian nói đến yêu thương, quý vị phải hiểu, đó là hư tình giả dạ ý, chẳng thật. nếu quý vị ngỡ là thật sẽ chịu khổ phải biết nó là giả sẽ biến đổi chỉ có từ bi từ tự tánh lưu lộ mới là vĩnh hằng bất biến bất luận trong tuận cảnh hay nghịch cảnh đều luôn chân thành như vậy Người hiện thời nói là nhiệt ái. Độ sanh tử lưu đăng niết bàn ngạn. Niết bàn ngạn là bất sanh, bất diệt. Nói theo sự đó là quả thật báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát. Nói theo lý Chính là thường tịch quan tịnh độ Trở về tự tăng Chính là thực sự lên bờ niết bàn Vì thì dùng độ Để gọi chủng tánh của Phật Hữu hội sớ cứ chư kinh luận Tiêu cử Phật chủng tánh chi tứ nghĩa Kim đảng cử kỳ tam Sách hội sư dạng bốn ý nghĩa Ở đây chỉ nói ba điều Thứ nhất là Chúng sanh sẵn có Phật tánh Kinh nói chuyện này rất nhiều Hết thể chúng sanh đều có Phật tánh Phật tánh và tự tánh là một tánh Nhưng chúng có sai biệt Sai biệt ở chỗ nào? Phật nghĩa là giác Cũng có thể nói là Pháp tánh chuyên chỉ Trí huệ và đức tướng trong tự tánh nếu chỉ nói đến một thứ là trí huệ. Thì trí huệ là Phật tánh. Nếu nói pháp tánh sẽ bao gồm toàn bộ. Trí huệ, đức năng và tướng hảo thấy đều được bao gồm. Nói là tự tánh hoặc pháp tánh sẽ đều gồm trọn. Nói Phật tánh tức là chỉ nói đến trí huệ. Tác dụng của trí huệ là giác, giác tánh. Chúng sanh tâm trung Cụ như lai tánh Bổ lai bất biến Năng sanh quá hằng xa công đức Đáng vị vô minh sợ tê Tuy hữu đồng vô Bồ Tát dị hưng giáo hóa khai phát bỉ bổn cụ chi như lai tạng danh di thiệu long phật chủng đây là ý nghĩa thứ nhất là căn cứ để kết luận tổng hợp những điều đã được nói trong kinh luận trong tâm chúng sanh có như lai tánh chân thật đó là thật chứ gì phải ghi nhớ nó dính hàng bực biển là thật đó gọi là tại thánh chẳng tăng nơi phàm chẳng giảm trong tương lai quý vị thành phật như lai tánh của quý vị Chẳng tăng thêm chút nào Quý vị tạo tội nghiệp đọa trong A Tỳ địa ngục Nó cũng chẳng giảm tí nào Nó dính hằng chẳng thay đổi Quý vị thấy đó Nó vốn chẳng thay đổi Nếu gặp duyên Nó có thể sanh Quá là vượt qua vượt trội hằng xa công đức hằng xa là tỷ dụ vô lượng vô biên vô cùng vô tận có thể xuất hiện công đức như vậy gặp duyên có thể sanh ra công đức ấy hết sức đáng tiếc nay quý vị bị vô minh chướng ngại tuy có nó chẳng khởi tác dụng nên tuy có mà cũng như không vô minh là gì chúng ta phải ghi nhớ khởi tâm động niệm là vô minh Phân biệt là trần xa phiền não Chấp trước là vô minh Tức là đã bao gồm các phiền não ấy Chúng ta có vô minh Có trần xa, có kiến tư, nên tuy có như lai tánh mà vẫn như không phải đoạn cả ba thứ phiền não này toàn bộ đều buông xuống thì như lai tạng sẵn có tức như lai tánh chân thật trong tâm chúng ta mới hiện tiền sẽ giống như huệ năng đại sư đã nói Ngài khai ngộ Khai ngộ là tình trạng như thế nào? Ngài nói năm câu Nào ngờ tự tanh vốn tự thanh tịnh Phải ghi nhớ câu này Chưa hề bị nhuốm bẩn Vì nó là thật Vốn chẳng sanh diệt Vốn chẳng sanh diệt là đại bác niết bàn nên minh tâm kiến tánh được gọi là Đăng Niết Bàn Ngạn Quý vị đã kiến tánh Thật sự Chứng đắc bất sanh bất diệt Câu thứ ba là vốn tự trọn đủ Nó trọn đủ trí huệ và đức tướng Đức ở đây là nội định hằng xa công đức Tướng là vô lượng tướng hảo Người hiện thời gọi là phước báo Phạm vi của tướng hảo còn lớn hơn phước báo Hết thảy đều trọn đủ trong tự tánh Chẳng cần cầu từ bên ngoài Hai câu cuối cùng là Dũng chẳng dao động Đó là tự tánh vốn định Cuối cùng là Có thể sanh ra muôn pháp Khắp pháp giới hư không giới Đều do tự tánh sanh và hiện Y báo và chảnh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều do a la gia biến ra sau khi đã mê mới biến đã giác ngộ sẽ chẳng biến do chẳng thay đổi nên quậy là nhất chân cái bị biến là mười pháp giới Bồ Tát Dĩ hưng giáo hóa Khai phát bỉ bổn cụ chi như lai tạng Danh di thiệu lâm Phật Chủ Nói rất hay Hưng là hưng khởi, kiến lập Nói theo cách hiện thời sẽ là Sáng lập Phật giáo Hưng chính là sáng lập Vì sao phải hưng khởi sự giáo hóa Khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện vì sao Ngài phải kiến lập nền giáo dục của Phật Đà Để giáo dục chúng sanh Mục đích là khai phát như lai tạng Mà chúng sanh vốn sẵn có Đó là mục tiêu giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật Trong 49 năm Như lai tạng vốn sẵn có là gì? Vô thượng chánh đặng chanh gia A nậu đa la ta miệu ta bồ đề Dịch sang tiếng Hán sẽ là Vô thượng chánh đặng chanh gia Chúng sanh vốn sẵn có Quý vị thấy kinh nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Quý vị buông chấp trước xuống. Chánh giác liền hiện tiền. Chấp trước chướng ngại chánh giác của quý vị. Hãy buông xuống, điều gì cũng chẳng chấp trước. Pháp thế gian và xuất thế gian ta đều chẳng chấp trước. Chánh giác hiện tiền. Buông phân biệt xuống Phân biệt di tế hơn chấp trước Không chỉ chẳng chấp trước Mà tâm phân biệt cũng chẳng có Quý vị liền thành Chánh đặng tranh giác Cuối cùng Không chỉ chẳng có phân biệt chấp trước Mà khởi tâm động niệm cũng chẳng có Quý vị liền chứng đắc vô thượng chánh đặng chánh giác vô thượng chánh đẳng chánh giác là như lai tạng viên mãn đã thành phật ba thứ phiền nào y thấy đều trọn đủ thứ gì cũng chẳng đoạn quý vị là lục đạo phàm phu Luôn hồi trong lục đạo vì thế đức phật xuất hiện trên thế gian này sáng lập nền giáo dục của đức phật mục đích là giúp đỡ hết thảy chúng sanh hộ phật chủng tánh thường sự bất tuyệt ý nghĩa ở chỗ này Chủng tánh của Phật ở chỗ nào? Chủng tánh của Phật ở ngay trên thân quý vị Chẳng ở nơi người khác Quý vị chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chập trượt xuống Nó liền hiện tiền Chuyện là như thế đó Quý vị thấy Đức Phật tụng thời gian 49 năm Có thành tựu hay chăng? Có Quả thật là trong các đệ tử của Phật Có không ít người chứng đắc Vô thượng chánh đẳng chánh giác Người thành chánh đẳng chánh giác nhiều hơn Người thành chánh giác nhiều nhất Tức là A-la-hán Người chứng quả A-la-hán chẳng tính nội số Phật giáo truyền đến diễn thời Chiếu theo cách nói của người qua Đến nay là 3037 năm Ở Trung Quốc thành tựu như thế nào? Ở sức khả quan Trong tông môn Quý vị có thể xem Ngũ đăng hội nguyên Và cảnh đức truyền đăng lục Của tông môn Có ghi chép Những vị thật sự Chứng đắc vô thượng Chánh đặng chánh giác trải các đời Đó cũng là những vị được thiền tông gọi là Minh tâm kiến tánh kiến tánh thành Phật Phải biết là có tới cỡ hai ngàn người Hoặc hơn hai ngàn người Người chứng đắc quyền giáo Bồ Tát chứng a la hán đồng đảo Người giảng sanh tịnh độ càng nhiều hơn Quá ư là nhiều Trong một trăm năm gần đây Chẳng nghe nói có người khai ngộ Cũng chẳng nghe nói có vị nào chứng vô thượng chánh đặng danh giác Người đắc định thì có Cũng có nghĩa là Có những vị là tứ quả A-la-hán Hoặc quyền giáo Bồ-Tát thì có Mỗi đời một ít hơn Trong thời đại hiện tiền Nói chung là hoàn toàn chẳng có đừng nói là a la hán tôi thấy ngay cả tu đà hoàng cũng chẳng thể làm thế nào đây chỉ có tịnh độ đới nghiệp giảng sanh vì vậy một bộ kinh vô lượng thọ một câu hồng danh sáu chữ này Trong thời mạt Pháp Từ nay về sau hãy còn 8.000 năm nữa Sẽ phổ độ hết thể chúng sanh Vô lượng công đức Mục tiêu đều là một Khai phát như lai tạng Sẵn có nơi chúng sanh Trong tịnh tâm Do nơi đây Nghiệp chướng quá nặng Hoàn cảnh không tốt Quý vị chẳng có cách nào thành tựu Nên giúp quý vị Di dân đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc Hồng thân cận A-di-đà Phật Thành tựu vô thượng Bồ Đề Trong hội Di Đà Vì vậy mục tiêu chung cực giống nhau Điều ấy được gọi là thiệu long Phật chủng Thiệu long Phật chủng chẳng phải là nối tiếp hương thịnh Dòng giống Phật của Tích Ca Mâu Ni Phật Mà cũng chẳng phải là dòng giống Phật của A Di Đà Phật Mà là dòng giống Phật của chính mình Điều này quan trọng Đây là tự Phật chẳng phải là tha Phật Tha Phật chẳng thể giúp chúng ta Chính mình thành Phật mới được từ chỗ này quý vị liền hiểu phật giáo chẳng phải là tôn giáo trong tôn giáo có thần cá nhân chẳng thể giống như thần chẳng thế nào trong tôn giáo có thượng đế chẳng thể là ai cũng đều làm thượng đế thượng đế chỉ có một chân thần chỉ có một trong phật giáo chẳng phải là như vậy trong phật giáo tất cả chúng sanh ai nấy đều là phật Hiện thời có phải là Phật hay không? Là Phật Chỉ vì chính quý vị chẳng thừa nhận Chính quý vị mê hoặc Điên đảo chẳng thừa nhận chính mình là Phật Thế nhưng Phật và Pháp thân Bồ Tát Thấy quý vị là chân Phật Chẳng phải là giả Phật Vì sao có Phật tánh Thứ hai Dĩ Bồ Đề Tâm Di Phật Chủng Trong điều thứ nhất trên đây Nói theo ly Nói theo tánh Hết thể chúng sanh đều là Phật Điều thứ hai nói theo sự Quý vị chẳng phát Bồ Đề Tâm Sẽ chẳng thành Phật Vì thì quay Bồ Đề Tâm là Phật chủng Qua thủ kinh viết Thí như vô ngưu Tát vô đề hồ Nhược vô Bồ Tát phát tâm Tác vô Phật chủng Nhược hữu ngư Tác hữu đề hồ Như thị nhược hữu Bồ Tát phát tâm Tác Phật chủng bất đoạn Ngài dùng tỷ dụ để nói Đề hồ là gì? Kinh Phật thường nói Đó là một chế phẩm từ sữa Từ sữa Tin luyện thành Luyện đến mức cao nhất Tốt nhất Thì người Ấn Độ gọi là đề hồ Sữa là tốt Luyện tới mức cao nhất là đề hộ Đây là những danh xưng từ ba ngàn năm trước Hiện thời rốt cuộc đó là gì? Thuở trước Lão Pháp Sư Đạo Nguyên Khi tôi thọa giới Lão nhân già là đắc giới hòa thượng Giới kỳ kéo dài một tháng mấy Chúng tôi ở cùng một chỗ Lão hòa thượng mỗi ngày đều khai thị cho chúng tôi kể chuyện xưa Ngày nói Có lần Theo một đoàn lữ hành sang Ấn Độ Chim bay thánh tích Ngài là pháp sư giảng kinh. Có hai chuyện từ đầu đến đuôi ngài chẳng thể nói rõ ràng. Một là Amala quả, kinh Phật thường nói tới. Rốt cuộc Amala quả là gì? Nói chẳng rõ ràng, mà chú dạy cũng chẳng chú thích rõ ràng. Thứ khác là Đề Hồ. Lần này có cơ hội đến Ấn Độ hỏi người Ấn Độ có quả amala hay không? Có Lấy ra cho chúng tôi xem Vừa nhìn Người Đài Loan gọi là Ba lạc tức trái ổi Mới biết Đài Loan có thứ ý Đề hồ thì sao? Cũng lấy đề hồ ra Nay là sa lạp Mới quảng nhiên đại ngộ Xác thực là vào thời cổ Những thứ này ăn rất ngon Nói theo tỷ dụ Nếu chẳng có bò Sẽ chẳng có đề hồn Quý vị lấy gì để tên luyện Giống như Bồ Tát Nếu chẳng phát tinh sẽ chẳng có Phật chủng Có bò đang có đề hồ Giống như Nếu có Bồ Tát phát tâm Ác Phật chủng chẳng đoạn Bồ Đề Tâm là gì? Cũng có rất nhiều cách nói Chúng tôi phải tìm Một cách đơn giản nhất Để mọi người dễ hiểu Rất rõ ràng Ngõ hầu chúng ta biết học tập như thế nào Bồ đề tâm có thể và dụng Kinh dạy hệ của Bồ Đề Tâm là Chí Thành Tâm Chân thành đến mức cung cực là Chí Thành Tâm Chí Thành Tâm khởi tác dụng đối với chính mình Cổ nhân nói là Háo thiện, háo đức tức là thích điều thiện ưa chuộng đức. Ưa thiện chuộng đức. Đối với người khác, từ bi. Từ bi đối với người khác chính là tha thọ dụng. Tha thọ dụng của tâm chân thành là đại từ đại bi tự thọ dụng là ưa thiện chuộng đức tôi giảng kinh đã nhiều năm như thế kể từ khi thầy giao cho tôi bạn hội tập kinh vô lượng thọ tôi rất ưa thích bộ kinh này vì tựa đề kinh quá hay trong tựa đề kinh nhân quả trọn đủ Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói Hết thể chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai Nửa phần tựa đề Kinh này là trí huệ và đức tướng của Như Lai Trí huệ của Như Lai là gì? Đại Thừa Đức là gì? Vô lượng thọ Tướng là gì? Trang nghiêm Quý vị thấy Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm là quả Chính là như Đức Phật đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai Này chúng ta mê Vì quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước Nên chúng không thể hiện tiền Đã mê rồi Nửa phần sau của tựa đề kinh nói về sự tu nhân Chỉ cần quý vị tu thanh tịnh bình đẳng giác Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm liền hiện tiện Quý vị thấy có nhân ác quả quả Thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng Cổ nhân gọi tự thọ dụng của Bồ Đề Tâm Là ưa thiện chuộng đức Quý vị thấy tựa đề kinh này nói rất rõ ràng Thiện là gì, đức là gì Thanh tịnh bình đẳng giác là thiện là đức Tâm chân thành đối với chính mình Là tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng giác tâm Đối với người khác là từ bi Đại từ đại bi Chân thành từ bi Nói cách khác Mọi người vừa nghe đều thấy rất dễ hiểu Đều ở trong tựa đề kinh Quý vị biết thọ trì Đại thừa vô lượng thọ kinh Là Bồ Tát phát tâm Là Phật chủng chẳng dứt Đó là cách nói thứ hai Cách nói thứ ba Dĩ sơn danh Di Phật Chủng Tức là Niệm Phật Có thể nói thân suốt hay không? Có thể Không chỉ nói thân suốt mà còn nói hết sức hay Vì trong Kinh Giáo Đại Thừa Đức Phật thường nói Hết thầy các pháp sanh từ tâm tưởng Trong tâm quý vị tưởng Phật Trong tâm niệm Phật Đương nhiên là lẽ nào Phật chủng chẳng hiện tiền Điều này rất hợp lý Nói theo tâm Thái Coi xưng danh là Phật chủng Rất có căn cứ Kinh Bảo Dân có nói Thí như chủng thụ Hữu kỳ chủng tử Ly ư hữu bại Cụ túc sanh nhà nhân duyên Nảy mầm do có hạt Giống như cây cối trồng cây Cây đào hạt đào là chủng tử Có chủng tử của nó Chủng tử chẳng hư nát Quý vị gieo xuống Nó sẽ nảy mầm dần dần mọc thành cây nhỏ ba năm sau nó liền sanh trái đào mọc thành cây to gian phật danh hiệu như đắc chuẩn tử tín nguyện trì danh tức thị cụ túc nhân duyên tức đắc thọ ký tác phật có dân trì danh di phật chủng trì danh là phật chủng hoàn toàn chiếu theo cách nói của tịnh độ tâm hoàng lão cư sĩ giải thích câu kinh văn này đã lựa chọn những kinh luận do các vị tổ sư đại đức từ xưa đã trích dẫn dần dần đều quy về tịnh độ lại còn quý vào trì danh niệm phật từ chỗ này có thể hiểu trí tuệ lòng từ bi và phương tiện thiện xảo của lão cư sĩ chúng ta hãy nên hợp tập chẳng cô phụ tấm lòng cụ yêu thương chúng ta Nghe danh hiệu Phật Chúng ta đạt được chủng tử giảng sanh thế giới cực lạc. Nếu nghe xong hoài nghi Chẳng nghĩ đến thế giới cực lạc, Sẽ giống như chủng tử hư nát Tuy có chủng tử Chẳng thị thành tựu Nếu quý vị có duyên Tiếp xúc kinh điển này Pháp môn này Nghe danh hiệu Có thiện hữu giới thiệu Giải thích Giảng rõ với quý vị Giúp quý vị đoạn nghi sanh tinh Quý vị thật sự tiếp nhận Thật sự tin tưởng Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Thật sự từ hôm nay trở đi Quý vị niệm A-di-đà Phật Có thể buông xuống dạng duyên này chúng tôi khuyên dạy người khác đều là một bộ kinh vô lượng thọ. Một câu di Đà. Quý vị quyết định có thể thành tựu trong một đời này. Suốt đời diễn diễn chẳng thay đổi. Bất luận công việc bận rộn như thế nào, đều niệm Phật chẳng gián đoạn Hễ cần dùng đầu óc Bèn buông niệm Phật xuống để làm gì Làm xong Phật hiểu liền hiện tiền Như thế cũng là liên tục chẳng dứt Tình niệm tiếp nối Vì thì pháp môn này thật sự thù thắng Bất luận làm loại việc gì Cũng đều chẳng có trở ngại Đều có thể giúp quý vị thành tựu Trong hết thị các pháp môn Pháp môn này thuận tiện khôn sánh đó là trọn đủ nhân duyên. Giống như quý vị có hạt giống, có đất, phân, nước, ánh sáng mặt trời, lại còn có người chăm sóc kỹ lưỡng, nhất định sẽ tăng trưởng vô cùng tốt đẹp. Căn cứ trên ý nghĩa của hội sứ Dĩ Bồ Đề Tâm Giữ xưng Phật danh hiệu Di Phật chủng tánh Tức chứng bổn kinh Dĩ phát Bồ Đề Tâm Như hướng chuyên niệm Di Tâm Chánh thị hộ Phật chủng tánh Thường xử bất tuyệt giả Đây là loại trong kinh này Trong phẩm Tam Bối Giảng sanh Chúng ta thì Bất luận Thượng Bối, Trung Bối, Hạ Bối Đều là dùng Phát Bồ Đề Tâm một mực chuyên niệm lấy câu này làm tâm tâm nghĩa là gì cương lãnh chỉ đạo chủ yếu là nguyên tắc tu học trọng yếu Chẳng thì không phát bồ đề tâm Nếu tôi nói bồ đề tâm theo tựa đề kinh này Nhất định phải phát tâm chân thành Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi Chân thành là thể, Đối với bất luận kẻ nào Đều phải dùng chân tâm để đối xử Họ lừa gạt ta là chuyện của họ Ta phải dùng chân tâm đối với họ Có thể cảm hóa họ thì tổ quá Chẳng thể cảm hóa họ vẫn dùng chân tâm Phải biết một đời này chẳng thể cảm hóa họ Đời sau họ sẽ bị cảm hóa Ta quyết định chẳng vì kẻ y Hư tình giả ý Mà ta cũng hư tình giả ý đối với kẻ đó Là sai mất rồi Quý vị đâu phải là người học pháp môn tịnh tâm Người học pháp môn tịnh tâm Tuyệt đối chẳng nói lời giả Mà dùng cái tâm chân thành Để đối xử với kẻ khác Đối xử với chính mình thì sao? Đối với chính mình thì phải thanh tịnh Quyết định chớ nên nhúm bẩn Nhúm bẩn là gì? Tự tư tự lợi là nhúm bẩn Tiếng tâm lợi dưỡng là nhúm bẩn Ngủ dục lột trần là nhúm bẩn Tham sân si mạng là nhúm bẩn Tối thiểu phải lìa khỏi những thứ nhúm bẩn ấy tâm ta sẽ thanh tịnh tâm bình đẳng chẳng có cao thấp đối đại với bất luận kẻ nào cũng phải đều nhất loạt bình đẳng ta đối đại với phật và đối đại với hết thầy chúng sanh như một không hai cùng một tâm là tâm bình đẳng ta đối với phật cung kính đối với người khác thiếu lễ kính thì sự cung kính phật là giả trớt chẳng thật Ta cung kính Phật Đối với mũi trùng kiến chẳng cung kính Thì sự cung kính đối với Phật vẫn chẳng thật Vẫn là giả trước Cho đến đối với hoa cỏ cây cội núi sông đại địa Đều học theo Phổ Hiền Bồ Tát lệ kính chư Phật Bình đẳng giác chẳng cần cầu thật sự đạt được thanh tịnh bình đẳng. Sẽ tự nhiên giác ngộ. Phải biết thanh tịnh do giới mà có. Bình đẳng đạt được từ định. Giác là khai trí huệ. Công phu thiền định rất sâu Tất nhiên Sẽ có một ngày Quý vị đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tâm Vì thì Thanh tịnh bình đẳng giác Là tam học giới định huệ Mà cũng là tam tạng Thanh tịnh là luật tạng Bình đẳng là kinh tạng Chánh giác là quậy tạng Giới định quậy tương ứng với tam tạng Là kinh luật luận Nó cũng tương ứng với tam bảo Thanh tịnh là tăng bảo Bình đẳng là Pháp bảo Chánh giác là Phật bảo Phật Pháp tăng Đương nhiên Đó là chủng tánh của Phật Vì thế chúng ta biết Kinh dạy chúng ta phát bồ đề tâm Một mực chuyên niệm Một phương hướng, một mục tiêu Suốt một đời quyết định chẳng dao động Phải học theo thiện tài đồng tử Tham học 53 lần Tiếp xúc rất nhiều pháp môn Hết sức cảm tạ Đã khiến cho tôi liễu giải Hiểu rõ Đó là quệ là hậu đặc trị Không gì chẳng biết Nhưng tâm quyết định là định chẳng bị các pháp môn y quấy nhiễu tôi vẫn thật thà niệm phật cầu sanh tịnh độ dẫu pháp môn thù thắng đến mấy đi nữa tôi muốn học thì định thế giới cực là hãy học hiện thời chẳng học nhất tâm nhất y cầu sanh tịnh độ đó là đúng thường sử bất tuyệt giả, gia tường sử, dục sử như lai pháp chủng bất đoạn cứu giả. Trong Phật môn thường nói là chánh pháp tồn tại lâu dài. Đó là trách nhiệm của mỗi kẻ đệ tử Phật như chúng ta Như thế nào thì mới có thể khiến cho chánh Pháp tồn tại lâu dài? Nhất định phải thực hiện từ bản thân ta Chẳng thể đòi hỏi kẻ khác chánh pháp tồn tại lâu dài chẳng phải là nội kinh điển hay còn trên thế gian kinh điển tuy còn mà chẳng có ai tu hành chánh pháp liên gì khuyên người khác tu hành người ta quá bằng lòng có thể tiếp nhận hay không chẳng đáng tin cậy vì thế khuyên chính mình y giáo tu hành khuyên chính mình chứng a la hán chứng bồ tát thành phật đó là chánh pháp tồn tại lâu dài hãy thật sự làm chính mình làm chẳng phải là bảo người khác làm chính mình thật sự làm sẽ ảnh hưởng người khác ảnh hưởng những ai chúng sanh căn cơ đã chín mùi Chúng sanh thiện căn phước đức nhân duyên đã chín mùi Thấy quý vị bèn rất hâm mộ Sẽ học theo quý vị Vậy là quý vị dẫn thêm được một người Quý vị có thể độ rất nhiều chúng sanh Nhưng chúng sanh căn cơ chín mùi ít ỏi Tức là người thấy quý vị như vậy Sẽ thật sự làm giống như quý vị ít lắm Nhưng người được giao thiện căn sẽ đông đảo Họ trông thấy quý vị bèn tôn kính Tán thán quý vị Thấy đều là gieo thiện căn Tên nạn sớ viết Hộ sử ly chướng Khởi thiện vô gián Danh thường bất tuyệt Hộ thì phải bảo vệ chính mình Bảo vệ những gì của chính mình Bảo vệ thanh tịnh bình đẳng giá của chính mình Nói cách khác Quý vị nhất định phải xa lìa nhuốm bẩn Tôi vừa mới nói Phải xa lìa tự tư tự lợi Phải xa lìa tiếng tâm lợi dưỡng Phải xa lìa ngũ dục lục trần Phải xa lìa tham sân si mạng Đấy chính là nguyên do Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta Trì giới Chịu khổ Ngài dặn dò bọn chúng ta là Những người thuộc thế hệ sau Hãy nên lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Như vậy thì quý vị mới có thể lìa chướng Học tập Cũng phải biết giữ quy củ Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta Thâm nhập một môn quân tu lâu dài Đó là giới Quý vị phải tuân thủ Ba căn bản đã dung bồi tốt đẹp Nếu đều làm được Quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân Quý vị trọn đủ điều kiện học Phật Cách học như thế nào? Một bộ kinh, một pháp môn đó gọi là thâm nhập một môn quân tu lâu dài Vì thế tôi khuyên các đồng học tịnh tân Một bộ kinh vô lượng thọ Một câu Phật hiệu Cứ niệm mãi Nếu trong tâm vẫn chưa ổn thỏa Còn có nghi hoặc Thì hãy nghe giảng Nghe giảng kinh vô lượng thọ Cứ lần lượt nghe từng lần một Nghe không hiểu cũng không sao Nghe lại nữa Cứ nghe lần lượt từng lần một Cổ nhân nói rất hay Đọc sách ngàn lượt Tự thấy ý nghĩa Nếu quý vị thật sự nghe địa Giảng kinh vô lượng thọ này Từ đầu đến đuôi Một ngàn lượt Quý vị sẽ khai ngộ Vì sao Một ngàn lần đã khiến tâm quý vị định lại Định sanh huệ Định có thể khai ngộ Đạo lý là như thế đó Trong ấy chẳng có gì là thần kỳ hay mê tín Lìa chướng Khởi tâm động niệm chẳng có gì bất thiện Quý vị khởi tâm động niệm đều tương ứng với tâm thanh tịnh Đều tương ứng với thập thiện nghiệp đạo Đó là bất tuyệt là thường sự bất tuyệt Hữu chân giải viết Đại luận dân Ư ừ, Vô Phật xứ Tạng thang tam bảo âm Đó là thường niệm Phật Pháp Tăng Tức thọ trì tuyên thuyết Phật Pháp Tạng Giả Chúng sanh do chi thực thiện phát trí Thành đức khí lý Cụ tam bảo chủng tử Truyền truyền tương ký Thương sự bất tuyệt Dĩ thượng tam thuyết Chánh hảo hợp tham Ba loại trên đây Đều có thể gộp lại hồng tham khảo Kinh luận nói rất hay Nơi chẳng có Phật giáo Bèn tán thán nên giáo dục của Đức Phật Giảng dạy nói rõ với người khác Khiến cho chủng tự tam bảo Được gieo vào A lại gia thức của mọi người Khiến cho họ có cơ duyên trong thấy tượng Phật Nghe âm thanh Phật hiệu Vừa thoảng qua tai diễn diễn trở thành hạt giống đạo Họ đã có thiện căn y Trong tương lai sẽ khởi tác dụng Đó là gì? Gieo chủng tử Đối với chúng sanh căn cơ đã chín mùi Bèn giúp họ thành Phật Giúp kẻ căn cơ chưa chín mùi trở thành chín mùi Đối với kẻ chưa có chủng tử Bèn gieo thiện căn cho họ Gieo chủng tử Phật cho họ Thầy tượng Phật nghe danh hiệu Phật Đều gieo chủng tử vào A lại gia Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tập tới chỗ này Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam mô A Di Đà Phật